Rồi nha, bây giờ bố với con sẽ làm một cái trống. Con biết cái trống không? Cái trống à, mà lắc thế này là nó không không phải đánh như thế đâu, mình lắc lắc thế này là nó từ đèn trống nó kêu được chưa, biết không? Dạ biết cái biết. Trống đâu ta làm hai cây nha, một cây cho con, một cây cho em nha. Dạ. Nha, ok. Đầu tiên là ta phải cưa ống nữa các bạn. Nào, thành quả đó nào. Nói rõ nào, nói rõ hình ảnh. Các bạn, đây là ô tô chứa đá, đây là xe tải. Còn đây là mặt trời với là mặt trăng. Giống như trong trường cổ tích đó. Này. Con đánh trống đi, con đánh trống. Giống như là ở trong trường cổ tích, cái sự tích mặt trăng và mặt trời đó các bạn. Thích không? Đó đúng rồi, lắc đều.
lắc đều, đúng rồi. Nó phải lắc ngang bên này này, lắc ngang bên này nó mới đánh này. Con hiểu không? Đúng rồi, lắc đi. Đó, thấy chưa? Vui không con? Vui ơi. Con vào đánh trống cho em coi vậy nhá. Yeah.